Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần BoSoft. Trong clip hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn phương pháp lấy ra giá trị trùng từ hai danh sách bằng một cái phương pháp kéo tả chuột. Chúng ta không cần phải gõ công thức. Chúng ta thấy rằng có một cái danh sách ở cái cột B đó, cái vùng màu xanh nhạt có các giá trị, và tôi có một cái danh sách thứ hai ở cột E cũng có các giá trị. Thế thì bây giờ giữa hai cái danh sách này, tôi muốn lấy ra những cái giá trị mà nó có chung của cả hai danh sách, tức là nhìn qua các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ lấy được ra giá trị là 416, vì ba giá trị này nó có trong cả hai danh sách. Tôi mô tả cái hình họa để các bạn có thể hình dung ra đấy. Điểm giao của hai danh sách là cái vùng là màu gì ạ? Màu xanh lá cây, chính là giá trị 146. Bây giờ tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn hãy cài Add in Etool vào trong Excel. Để cài Add in Etool thì chúng ta vào cái trang web busoft.net. Sau khi cài xong thì chúng ta tiến hành làm như sau. Đầu tiên chúng ta phải làm một việc, đó là phải chuẩn hóa dữ liệu từ các vùng. Chúng ta coi mỗi một vùng dữ liệu này là một table. Vì vậy chúng ta làm như sau. Bảng thứ nhất ở cột B thì nó phải có tên cột, tôi đặt là cột. Bảng thứ hai ở cột E nó đang thiếu tên cột, tôi đặt tên cột là cột. Ok, đầu tiên chúng ta cần đặt tên bảng của hai danh sách. Ta đặt con trỏ vào dòng đầu tiên của cột B có dữ liệu, từ dòng tiêu đề trên dòng cuối cùng. Sau đó chúng ta vào menu Formula, chọn Define Name. Bắt đầu chúng ta đặt tên. Name, tôi đặt tên là danh sách 1. Ok. Tiếp tục, tôi bôi đen từ dòng tiêu đề của bảng thứ hai cho tới dòng dữ liệu cuối cùng. Vào Define Name, đặt là danh sách 2. Ok, lần đầu tiên chúng ta đặt tên vùng thì chúng ta phải lưu file và đóng. Bây giờ chúng ta mở lại. Bước tiếp theo, chúng ta đặt con trỏ vào bậc nơi mà chúng ta cần lấy giá trị trùng của hai danh sách. Sau đó chúng ta vào menu Atools, vào SQL Builder. Bây giờ màn hình SQL Builder hiện ra, chúng ta nhìn sang phía bên phải là ta thấy hoàn toàn là cấu trúc của những cái bảng mà có trong cái file đang mở, đó là file so sánh dữ liệu giữa hai danh sách. Chúng ta thấy có hai bảng là danh sách 1 và danh sách 2. Hãy dùng chuột kéo lần lượt hai danh sách này sang phía bên trái. Một, danh sách thứ hai. Ok. Và bây giờ chúng ta thấy giữa hai danh sách này đều có hai cột có tên là cột. Các bạn hãy bấm chuột vào cái tên cột của bảng thứ nhất, giữ chuột và kéo sang cái tên cột của bảng thứ hai. Ta hãy lưu ý rằng là hai cái cột này là dữ liệu có quan hệ với nhau, tức là ở đó mà chúng ta muốn tìm giá trị trùng. Tiếp theo, chúng ta tích vào giá trị của bảng thứ nhất. Chúng ta chỉ cần là tích vào cái cột của bảng thứ nhất hoặc là bảng thứ hai, chỉ cần tích vào một trong hai bảng thôi. Ta chọn tiếp tục. Ở phần cuối cùng chúng ta chọn lựa chọn, đó là hàm BSQL, chọn thực hiện. Ok, các bạn thấy rất tuyệt vời, chúng ta đã lấy được ra một danh sách gồm có những cái giá trị trùng giữa hai bảng, đó là 416. Rất tuyệt vời. Nếu bây giờ ở bảng thứ hai không phải là giá trị 1 mà tôi là giá trị 3, Enter. Bây giờ chúng ta quay về nơi mà chúng ta đặt công thức, nhấp chuột phải, nhấp chuột phải, chọn Refresh. Ok, bây giờ giá trị lấy ra là 436 đó. Thế bây giờ giả sử ở bảng thứ một thứ nhất không có giá trị là 3 mà nó lại là giá trị là 7. Ok, ta quay về danh sách và chúng ta cập nhật, nhấp chuột phải, chọn Refresh. Ok, như vậy là nó lại chỉ còn lại giá trị là 4 và 6. Ta thấy rằng là cái phương pháp làm vừa rồi là chúng ta không cần phải học ngôn ngữ SQL và cũng không cần phải dùng cái công thức Excel, mà chúng ta chỉ đơn giản là dùng cái phương pháp kéo thả từ màn hình SQL Builder của AnyTools. Khi mà chúng ta học báo cáo động thì chúng ta thấy rằng là cái công thức để tạo ra cái kết quả vừa rồi, đó là chúng ta sử dụng hàm BSQL và phương pháp học ngôn ngữ SQL. Đó, đây chính là ngôn ngữ SQL mà chúng tôi đào tạo trong khóa học là
tạo báo cáo động trong Excel và SED Tools. Cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ chúng ta làm ra rất nhiều các báo cáo có sức mạnh rất là lớn và tốc độ chạy rất là nhanh cùng với cả hàm BSQL. SED Tools thì cung cấp cái công cụ SQL Builder để giúp cho ta dùng phương pháp kéo thả mà không cần phải nhớ công thức, không cần phải hiểu rõ công thức mà chúng ta vẫn làm được kết quả như vậy. Còn việc mà chúng ta học, chúng ta sẽ làm chủ hơn và xử lý được nhiều các tình huống khó khăn hơn nữa. Nếu các bạn muốn đặt những cái câu hỏi mở rộng thì chúng ta có thể vào Facebook, vào kênh nhóm cùng học Excel và VBA từ cơ bản đến nâng cao, kênh nhóm mà hiện nay có hơn 70.000 thành viên, để chúng ta đặt câu hỏi đây và chúng tôi sẽ có nhiều người có kinh nghiệm sẽ đứng ra trả lời các bạn, hỗ trợ cho các bạn. Đấy. Hoặc nếu mà chúng ta muốn làm chủ cái công nghệ học báo cáo động này thì chúng ta vào cái trang web bluesoft.net, chúng ta vào cái phần đào tạo, chúng ta tìm hiểu cái khóa học là tạo báo cáo động trong Excel và EditTool thì chúng ta sẽ làm chủ được cái phương pháp làm công thức báo cáo động rất là hay. Đấy, như tôi vừa làm rất là nhẹ nhàng đúng không các bạn? Clip chia sẻ của tôi hôm nay về cái phương pháp lấy dữ liệu trùng từ hai danh sách đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.